để chia sẻ nhiều hơn về thông điệp khỏe để bứt phá, ngay sau đây xin được trân trọng kính mời ông Lê Viết Hải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình sẽ phát biểu về thông điệp tầm nhìn 30 năm và chiến lược 10 năm sắp tới của Hòa Bình. Xin được trân trọng kính mời ông. Kính thưa các thành viên hội đồng quản trị, ban cố vấn và ban điều hành. Kính thưa đại diện các nhà thầu phụ, các nhà cung cấp, những người bạn đồng hành và quý khách mời. Toàn thể anh chị em thành viên đại gia đình hòa bình thân mến. Những gam màu u ám của năm cũ đã mở đi, một năm mới sáng tươi tràn trề hy vọng lại về như thường lệ. Tất nhiên là dịp đại gia đình hòa bình của chúng ta sum họp để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh. Lần đầu tiên trong lịch sử, lễ tổng kết năm cũ đón mừng năm mới của chúng ta được tổ chức trực tuyến. Tuy không được gặp nhau tay bắt mặt mừng, nhưng tôi vẫn thấy đầy cảm xúc khi chúng ta được kết nối giao lưu với nhau qua Internet, bao gồm cả trên nền tảng Zoom và YouTube. Điều đáng mừng là với công nghệ hiện đại, không chỉ có anh chị em ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận, Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Bà Rịa, Vũng Tàu, mà toàn bộ các thành viên trong tập đoàn ở mọi miền tổ quốc, từ Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Lào Cai, cho đến Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Ninh Thuận, Bình Thuận, Tiền Giang, Kiên Giang đều có thể tham dự sự kiện ngày hôm nay. Để việc họp mặt online đạt được hiệu quả không thua kém gì chúng ta tổ chức trực tiếp. Tôi đề nghị toàn thể anh chị em hết sức chú ý theo dõi các bài phát biểu khi thấy bất kỳ nội dung gì diễn giả chia sẻ mà anh chị em không tán thành thì hãy gõ ngay con số 0 trên ô chat. Ngược lại, nếu hoàn toàn tán thành thì hãy gõ ngay con số 8. Việc gì các diễn giả đề nghị anh chị em thực hiện và anh chị em sẵn sàng tham gia thì hãy gõ ngay con số 6. Nếu không sẵn sàng tham gia thì hãy gõ số 0. Như vậy, để tương tác với diễn giả, anh chị em chỉ cần dùng chủ yếu ba con số 0, 6 và 8. Ngoài ra, anh chị em cũng có thể biểu lộ cảm xúc của mình bằng cách sử dụng các biểu tượng có sẵn trên Zoom. Rất cảm ơn sự chú ý theo dõi và nhiệt tình tương tác của anh chị em. Năm mới 2022 này, ban lãnh đạo tập đoàn xác định sẽ là năm khởi đầu cho một kế hoạch 10 năm đầy thách thức với khẩu hiệu khỏe để bứt phá. Theo báo cáo sơ bộ của Phòng Kế toán Tài chính, thì năm 2021 vừa qua, chúng ta đã không đạt chỉ tiêu kế hoạch doanh thu và lợi nhuận đã đề ra. Tuy vậy, tôi vẫn đánh giá việc vượt qua khó khăn thách thức năm 2021 trong khi những nguồn lực của chúng ta vẫn còn khá nguyên vẹn, đặc biệt nguồn nhân lực là một thành tích đáng khích lệ của ban điều hành và toàn thể thành viên. Sự nỗ lực và thành tích của chúng ta trong năm qua cũng đã được công nhận bởi nhiều tổ chức có uy tín với vị trí cao trong các bảng xếp hạng như đứng số 1 ngành xây dựng kiến trúc về nơi làm việc tốt nhất Việt Nam. Đứng số 1 nhà thầu xây dựng bất động sản tốt nhất Việt Nam là một trong 10 doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam lần đầu tiên do Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam tổ chức. Top 50 doanh nghiệp Việt Nam có thương hiệu tuyển dụng hấp dẫn nhất. Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam. Nhân dịp này, thay mặt hội đồng quản trị, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất về những đóng góp quý báu của các thành viên tích cực và xuất sắc trong đại gia đình hòa bình đặc biệt cảm ơn những anh em phải công tác xa nhà và những anh em đã ăn ngủ làm việc một thời gian dài tại văn phòng cũng như công trường cùng một lúc phải gánh vác nhiều công việc, kiêm nhiệm nhiều công tác của nhiều người để làm ba tại chỗ. Bằng tinh thần đoàn kết, sự hy sinh và những nỗ lực vượt bậc, anh chị em đã giúp tập đoàn đạt được những thành quả đáng khích lệ và tự hào trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn và khắc nghiệt này. ban lãnh đạo và toàn thể anh chị em thân mến. Truyền thống đoàn kết vượt khó, biết biến nguy thành cơ, biến trở lực thành động lực đã giúp cho chúng ta vượt qua nhiều cuộc khủng hoảng để lớn mạnh, trưởng thành như ngày hôm nay. Trong suốt hai năm qua, đại dịch COVID-19 đã tác động tiêu cực đến tất cả mọi hoạt động kinh tế và xã hội đe dọa sức khỏe và sinh mệnh của mọi người. Thế nhưng, lứa thử vàng, gian đang thử sức, những giá trị văn hóa hình thành suốt 35 năm qua, được kết tinh trong tuyên ngôn giá trị của chúng ta, đã phát huy thành sức mạnh vô song với năng lực và sức chịu đựng vượt trội. truyền thống văn hóa tốt đẹp chính là gốc rễ của mọi thành công mà chúng ta đã đạt được. Qua nguy biến, chúng ta càng nhận thức rõ hơn giá trị đó. Nhất định, chúng ta phải luôn nỗ lực gìn giữ và phát huy văn hóa doanh nghiệp tốt đẹp này trên những chặng đường phía trước để tiến bước một cách dũng mãnh trong bối cảnh dịch bệnh vẫn đang tiếp diễn cùng nhiều chướng ngại trông gai vẫn đang còn ngỗ ngang trên con đường chúng ta đi anh chị em có tán thành hay không vui lòng tương tác trên ô chat bằng con số 0 hoặc con số 8 xin cảm ơn Xin cảm ơn rất nhiều con số 8 không thấy con số 0 nào cả. Anh chị em thân mến, làm thế nào có thể vượt qua bao chướng ngại trông gai để bứt phá sau một thời gian dài chúng ta không tiến lên được mà ngược lại còn đi thụt lùi. Tình trạng này không riêng hòa bình mà là tình trạng chung của ngành xây dựng trong lĩnh vực địa ốc ở Việt Nam. Ba năm 2017, 2018, 2019 ngành bất động sản không có nhiều dự án mới được cấp phép. Lại thêm 2 năm đại dịch, tổng cộng là 5 năm đầy khó khăn, nguy khổ đã khiến cho ngành xây dựng điêu đứng. Sự cạnh tranh ở thị trường trong nước ngày càng khốc liệt. hơn lúc nào hết. Chúng ta cần củng cố nội lực của mình. Chúng ta cần phải thật khỏe, khỏe để bứt phá. Đó là một khẩu hiệu rất ngắn gọn nhưng bao hàm nhiều ý nghĩa. Chúng ta cần hiểu rằng tập đoàn là một cơ thể mà mỗi thành viên là một tế bào từng tế bào có khỏe mạnh thì các bộ phận trong cơ thể mới mạnh khỏe. Các bộ phận có mạnh khỏe thì cơ thể mới tráng kiện. Cơ thể có tráng kiện thì chúng ta mới có thể thoát khỏi cái ao nhà chật chội, tù túng để vẫy vùng nơi biển lớn. Chúng ta cũng đừng bao giờ quên rằng thiếu sức khỏe sẽ không thể có hạnh phúc cùng nhiều giá trị khác của cuộc sống. Chúng ta cũng cần hiểu rộng khái niệm khỏe. Một người khỏe không chỉ cần có thân thể tráng kiện mà cần có sức mạnh toàn diện về cả bốn mặt thế lực, trí lực, tâm lực và thần lực. Khỏe về thể lực là khi ta có một cơ thể trắng kiện chúng ta cần biết rằng khỏe mạnh là liều vaccine hiệu nghiệm nhất để chống lại covid 19 những người mạnh khỏe có hệ miễn dịch tốt có nhiều khả năng không bị nhiễm bệnh và sẽ tự khỏi bệnh khi nhiễm virus sars cov 2 các cấp trưởng và phòng nhân sự cần vận dụng quy chế khen thưởng của công ty để khuyến khích nhân viên từ bỏ những thói quen xấu làm hại đến sức khỏe như hút thuốc, uống rượu và dành nhiều thời gian cho việc tập thể dục, chơi thể thao, rèn luyện thân thể. Những người đạt kết quả xuất sắc vào cuối năm sau khi đối chiếu với các chỉ số đo lường về sức khỏe vào đầu năm có thể sẽ được thưởng đến một tháng lương. Khỏe về trí lực là khi ta có trí nhớ tốt, biết suy nghĩ, biết lý luận, tư duy có hệ thống. Từ đó mới có năng lực cao về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng, tay nghề. Nỗ lực làm xuất sắc công việc được sao hàng ngày là cách tốt nhất để mỗi người trui rèn, mai rũa, kỹ năng, tay nghề, tích lũy kinh nghiệm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của mình. Ngày hôm nay nhất định phải có sự cải tiến để làm tốt hơn ngày hôm qua. Mỗi người đều luôn luôn nỗ lực suy nghĩ tìm kiếm giải pháp mới, nâng cao năng suất và chất lượng. Bên cạnh đó là tinh thần ham học hỏi, tích cực tham gia các khóa đào tạo trong và ngoài công ty nhằm trau dồi, tích lũy kiến thức. Đó là những cách hiệu quả nhất để nâng cao trí lực của mình. Khỏe về tâm lực là khi ta giữ được đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, có ý thức trách nhiệm, tinh thần cống hiến, thể hiện đậm nét qua tác phong làm việc, thái độ ứng xử mọi công việc anh chị em nhận đều nỗ lực hoàn thành xuất sắc bằng tất cả nhiệt huyết và quyết tâm. Với nhiệt huyết và quyết tâm, chúng ta sẽ có được thành công trong công việc. Thành công nhỏ nhỏ mỗi ngày sẽ đem đến niềm vui trong công việc. Từ đó sẽ có sự tự tin, tạo nên niềm đam mê, niềm hứng khởi từ đó đem lại hạnh phúc đích thực cho cuộc sống của mỗi người. Khỏe về thần lực là khi chúng ta rèn luyện khí chất mạnh mẽ để luôn duy trì ý chí phấn đấu, tinh thần lạc quan, trạng lại trạng thái tích cực trong suy nghĩ, kiểm soát tốt mọi cảm xúc và hành động của mình. Khi thần lực khỏe, chúng ta sẽ có đủ dũng cảm, kiên cường đối mặt với mọi thử thách khó khăn. Không rèn luyện sức khỏe tinh thần, chúng ta sẽ dễ bị ảnh hưởng bởi những áp lực trong công việc và có thể bị gục ngã bởi những áp lực đó. Từng cá nhân khỏe mạnh sẽ tạo nên các tập thể khỏe mạnh từng tập thể khỏe mạnh sẽ tạo nên tập đoàn khỏe mạnh. Để từng tập thể khỏe mạnh, không có gì quan trọng hơn là tăng cường củng cố tinh thần đồng đội. Mọi thành viên đều cần biết tương trợ, cộng tác, thấu hiểu, yêu thương và chia sẻ với nhau. được như thế. Nhất định tập đoàn xây dựng hòa bình sẽ rất khỏe. Chúng ta sẽ tìm ra được những giải pháp để bứt phá. Và nhất định chúng ta sẽ thành công trong việc thực hiện những mục tiêu chiến lược đầy thách thức đã đề ra. Anh chị em có sẵn sàng rèn luyện sức khỏe một cách toàn diện cho cá nhân và cả tập thể hay không? vui lòng tương tác trên ô chat bằng số 6 hoặc số 0. Chính cảm ơn. Tôi thấy không chỉ một số 6 mà hàng trăm số 6. Và cũng rất nhiều anh chị em đã tương tác với 5, 7, 10 con số 6. Xin cảm ơn. Như vậy là tất cả anh em đều sẵn sàng. Và tôi cũng được biết là hiện nay đã trên 1.600 uh, đầu dân đã tham gia sự kiện này. Và du tiếp thì cũng trên 1.000. Anh chị em thân mến, hiện nay chúng ta đã là doanh nghiệp xây dựng hàng đầu trong nước chúng ta có quyền tự hào khi hòa bình đã đóng góp cho sự phát triển kinh tế góp phần không nhỏ vào sự thay đổi diện mạo của đất nước bằng những công trình bền đẹp chất lượng cao chúng ta tự hào khi hiện nay nhà ở căn hộ do nhà thầu hòa bình thi công được xem là một tiêu chí quan trọng để người mua đưa ra quyết định của mình những công trình của hòa bình đã góp phần đem đến hạnh phúc cho bao gia đình có những người dù mới quen biết đã không ngần ngại chia sẻ với tôi rằng họ đã mua nhiều căn hộ của một chủ đầu tư hàng đầu việt nam nhưng xác định rất dứt khoát đó phải là những dự án được thi công bởi nhà thầu hòa bình có những chủ nhà khi nhận bàn giao tay ba giữa khách mua nhà chủ đầu tư và nhà thầu đã rất hài lòng về chất lượng công trình đến mức thưởng khích lệ ngay cho tập thể ban chỉ huy và anh chị em hòa bình tại công trình. Cũng không ít chủ đầu tư sau khi có kinh nghiệm làm việc với nhiều nhà thầu khác đã ký thỏa thuận đối tác chiến lược với cam kết sẽ giao các dự án đầu tư cho hòa bình thi công dưới hình thức chỉ định thầu tuy có ưu thế thương hiệu nhưng chúng ta cần lưu ý rằng chúng ta không bao giờ được phép lợi dụng ưu thế này để tính giá quá cao với khách hàng. Tuyệt đối không nên theo thói thường của nhà buôn, quen mặt, đắt hàng. Văn hóa kinh doanh tốt đẹp và năng lực chuyên môn xuất sắc đã tạo nên uy tín thương hiệu và từ đó và đó chính là những giá trị cao nhất mà chúng ta đã tạo nên trong suốt 35 năm qua. Tiếng thơm của hòa bình không chỉ ở trong nước mà còn lan tỏa ra nhiều quốc gia khác. Mới đây, Đại sứ Azerbaijan đã có lời mời hòa bình tham gia dự án tái thiết đất nước của họ. Đó là thành phố Nagorno-Karabakh một thành phố đã bị tàn phá vì chiến tranh nhiều năm hoang phế. Họ rất tin tưởng vào hòa bình và tâm đắc với mô hình shop house của Việt Nam mà hòa bình đã xây dựng rất nhiều từ Bắc Chí Nam và muốn áp dụng mô hình thiết kế và xây dựng đó ở nagorno Karabakh. Một chỉ tiêu quan trọng mà ban điều hành cần chú ý là nâng cao tỷ lệ công trình được chỉ định thầu trên tổng giá trị nhận thầu. Xem đó là thước đo quan trọng về uy tín thương hiệu. Anh chị em đồng ý chúng ta cần nâng cao hơn nữa uy tín thương hiệu để ngày càng có nhiều chủ đầu tư chỉ định hòa bình làm tổng thầu là một chỉ tiêu quan trọng mà tất cả các thành viên hòa bình chúng ta cần hết sức quan tâm và nỗ lực thực hiện vui lòng đánh số 8 vào ô chat và ngược lại hãy gõ số 0. Ôi, có một vài con số 7, không biết anh em đánh nhầm hay sao? À, rất cảm ơn, không có con số 0 nào, có nghĩa là tất cả anh em đều tán thành. Xin cảm ơn. Dù đạt được những thành công nhất định, nhưng chúng ta đừng quên rằng mình vẫn còn không ít khuyết điểm, vẫn có nhiều mặt còn hạn chế. Tôi tha thiết kêu gọi toàn thể thành viên hãy tự soi rọi lại mình, nhìn lại đơn vị của mình, xác định đâu là khuyết điểm, đâu là những mặt còn hạn chế và tìm cách khắc phục chúng ta cũng đừng bao giờ quên di huống của cố chủ tịch dân dự lê Mộng đào thành công không tự mãn thất bại chớ nản lòng <laughs> nhớ lời dặn dò đó chúng ta luôn biết khiêm tốn học hỏi và nỗ lực phấn đấu để không ngừng tiến bộ không ngừng tự hoàn thiện Anh chị em thân mến, Việt Nam là một quốc gia có tốc độ đổi mới vượt bậc trong khu vực. Theo bảng xếp hạng quốc tế về năng lực đổi mới sáng tạo, Việt Nam đã vượt Philippines và Indonesia rất xa và trở thành nước có vị trí đầu bảng trong nhóm các quốc gia có thu nhập trung bình thấp. Chúng ta tự hào vì bằng nỗ lực học hỏi từ những nhà thầu quốc tế để đưa ra để đưa những công nghệ thi công hiện đại, những phương thức quản lý tiên tiến nhất vào Việt Nam. Hòa Bình đã đóng góp không nhỏ cho sự phát triển mạnh mẽ của công nghiệp xây dựng Việt Nam và chắc chắn cũng đã đóng góp một phần nào đó cho bản xếp hạng đổi mới sáng tạo quốc gia nói trên. Chúng ta cũng đừng quên điểm xuất phát của công nghiệp xây dựng Việt Nam khi bắt đầu hội nhập là rất thấp. Kỹ thuật công nghệ xây dựng vô cùng nghèo nàn và lạc hậu. Nhưng đó không phải là điều quan trọng mà tôi muốn nói ở đây. Điều tôi muốn nhấn mạnh là dân tộc ta có khả năng rất cao trong việc học hỏi tiếp thu cái mới để thay đổi. Dân tộc ta cũng giàu ốc sáng tạo cùng nhiều phẩm chất cao quý vượt trội khác cần được phát huy hãy mạnh dạn tự tin vượt qua những giới hạn của chính mình những rào cản chung quanh những trở ngại trên đường chúng ta đi để bứt phá đừng bao giờ đổ lỗi cho hoàn cảnh cho những yếu tố khách quan Tôi rất tâm đắc với câu nói của tiến sĩ Nguyễn Trí Dũng, một việc kiều Nhật, một nhà yêu nước đáng tôn kính. Đừng trách bóng tối mà hãy thắp sáng lối đi cho mình. Đất nước nào cũng có nhiều khó khăn và thuận lợi, có mặt mạnh, mặt yếu, có thách thức và cơ hội. Điều quan trọng là chúng ta phải tìm ra và khai mở lối đi phù hợp cho mình. Hiện nay, hòa bình đã là nhà thầu uy tín hàng đầu Việt Nam. Nhưng chúng ta không thể dừng lại ở đây. Chúng ta cần tiếp tục nỗ lực làm thật tốt vai trò tiên phong dẫn dắt thị trường. Với mục tiêu xuất khẩu công nghiệp xây dựng Việt Nam ra nước ngoài và đưa công nghiệp xây dựng trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn của quốc gia. Hiện ngành công nghiệp xây dựng đang làm dịch vụ cho gần 100 triệu dân tại thị trường trong nước với giá trị tổng sản lượng khoảng 60 tỷ đô la. Giá trị gia tăng chỉ khoảng 16 tỷ đô la. Khi phát triển ra thị trường quốc tế, ngành xây dựng sẽ có cơ hội phục vụ cho khoảng 8 tỷ người với tổng giá trị sản lượng 12.000 tỷ đô la gấp 200 lần so với Việt Nam. Công nghiệp xây dựng toàn cầu là một thị trường rất lớn, đầy tiềm năng để chúng ta khai thác. Xuất khẩu dịch vụ xây dựng tổng hợp thành công, chúng ta sẽ thúc đẩy chuỗi cung ứng sản phẩm và dịch vụ liên quan trong ngành xây dựng cùng phát triển mạnh mẽ. ít ai biết từ một quốc gia nhập khẩu xi măng và lăn ke. Hiện nay, Việt Nam đã trở thành một quốc gia có giá trị xuất khẩu mặt hàng này lớn nhất thế giới. Sản phẩm gỗ và mỹ nghệ chế biến từ gỗ. Cũng từ không có thứ hạng, nay đã đứng đầu trong nhập khẩu vào thị trường Mỹ. Vượt qua, cả Trung Quốc Malaysia, Ý, Đức. Bằng vai trò tổng thầu, chúng ta sẽ giúp sản phẩm và dịch vụ Việt Nam định vị thương hiệu quốc gia ở thị trường thế giới với vị trí cao. Bên cạnh tính cạnh tranh của chuỗi cung ứng, năng lực về quản lý tổ chức thi công trong vai trò tổng thầu của chúng ta hiện nay đã vượt khá xa các doanh nghiệp xây dựng trong khu vực và không thua kém các nhà thầu lừng danh của Nhật Bản, Hàn Quốc trong một số loại công trình. Chúng ta nên biết rằng khi qua những nước phát triển như Mỹ, Úc, Canada và các nước châu Âu không dễ gì tìm thấy những nhà thầu xây dựng hàng năm xây hàng trăm tòa cao ốc như Hòa Bình ít ai biết các nhà thầu Philippines hiện nay vẫn chưa áp dụng phương pháp thi công tốt đao. Các công trình cao tầng đều thi công hầm theo truyền thống và thi công với tốc độ chậm hơn rất nhiều so với Việt Nam. Tại Việt Nam, chúng ta đã thế chỗ các nhà thầu ngoại ở các dự án quy mô lớn yêu cầu kỹ mỹ thuật cao trong lãnh vực địa ốc Anh chị em có đồng ý rằng công nghiệp xây dựng Việt Nam nói chung và hòa bình nói riêng có thể thành công khi phát triển ra thị trường toàn cầu nếu chúng ta có đủ sự tự tin, quyết tâm và nỗ lực. Vui lòng đánh số 8 lên ô chat. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn. Tất cả anh chị em đã rất nhiệt tình tương tác. Tất cả đều là con số 8. À, xin cảm ơn. Anh chị em thân mến, tuy thành công trong việc thay thế nhà thầu ngoại tại thị trường trong nước, nhưng chúng ta cũng cần nhận ra theo một góc nhìn khác. Đó là khi không còn nhiều nhà thầu ngoại ở Việt Nam, thì chúng ta cũng không có nhiều cơ hội để học hỏi. Không có nhiều cơ hội học hỏi để cọ sát với thực tế đã làm cho sự tiến bộ của chúng ta bị chậm lại. Năng lực cạnh tranh quốc tế vì thế cũng sẽ nhanh chóng bị suy giảm. Anh chị em có tán thành hay không? Vui lòng tương tác trên ô chat bằng số 8 hoặc số 0. xin xin cảm ơn tôi lại thấy số 8 không thôi, không thấy con số 0 nào. Anh chị em thân mến, từ năm 2011, chúng ta đã ra nước ngoài làm quản lý xây dựng với những dự án đầu tiên tại Malaysia, sau đó là Myanmar, Kuwait dù chúng ta đã rất nỗ lực, nhưng đến nay vẫn chưa gặt hái được kết quả như kỳ vọng. Phát triển ra thị trường nước ngoài là một sứ mệnh đầy thử thách, khó khăn. Nhưng đó là con đường tất yếu của chúng ta, không có lựa, sự lựa chọn nào khác tốt hơn. Anh chị em thân mến, ngành xây dựng không thể tiếp tục phát triển mạnh mẽ được nếu không thoát ra khỏi thị trường nội địa bé nhỏ so với tiềm năng to lớn của mình, để rồi chết dần chết mòn trong ao nhà bởi cạnh tranh quá khốc liệt do sự mất cân bằng cung cầu nghiêm trọng. Anh chị em có tán thành hay không? Vui lòng tương tác trên ô chat bằng số 8 hoặc số 0. Xin cảm ơn vẫn là con số 8. Trong khi đó, một thị trường lớn gấp trăm lần thị trường trong nước đang cần đến chúng ta. Rất nhiều nước phát triển có nguồn lực trong xây dựng bị thiếu hụt trầm trọng và giá thành công trình cao gấp nhiều lần so với Việt Nam. Chúng ta cần nhận ra nhu cầu thị trường. Đâu là cơ hội của mình và đem hết nỗ lực để nắm bắt cơ hội đó. Chúng ta cần tự tin về năng lực cạnh tranh của hòa bình và của ngành xây dựng Việt Nam. Tin vào những phẩm chất tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Trong cuốn sách Thập Kỷ Vàng, Trang Sự Mới, cũng như trong cuộc hội thảo do Saka hiệp hội xây dựng và vật liệu xây dựng thành phố hồ chí minh tổ chức với đề tài làm thế nào để công nghiệp xây dựng trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn của quốc gia đã phân tích mọi mặt đã nhìn thấy rõ cơ hội thách thức nhận ra những khuyết điểm hạn chế và sự cấp bách về những nhiệm vụ chiến lược cần phải thực hiện Tuy nhiên, đó chỉ là những nét phát thảo có tính chiến lược, chứng minh cơ hội của chúng ta là rất quý báu và hoàn cảnh và hoàn toàn khả thi nhưng rất cấp bách bởi vì thập niên tới thời gian mà Việt Nam còn có lợi thế lớn về nguồn nhân lực dồi dào khi có cơ cấu dân số vàng sẽ qua đi rất nhanh chóng chúng ta càng chậm lợi thế dân số vàng càng suy giảm, khả năng thành công trong cạnh tranh quốc tế càng thấp. Anh chị em có tán thành hay không? Vui lòng tương tác trên ô chat bằng số 8 hoặc số 0. Xin cảm ơn. Tôi vẫn thấy toàn bộ là số 8. Với sự tập trung cao độ trí tuệ và nỗ lực của từng thành viên, từng đơn vị, không có lý do gì chúng ta lại không lập lại những kỳ tích mà Hòa Bình đã làm được trong lịch sử 35 năm phát triển của mình. Suốt 3 thập kỷ, kể từ năm 1988 đến năm 2018, cứ 5 năm doanh thu của Hòa Bình tăng 5 lần. Mục tiêu của chúng ta trong những thập kỷ tới là khôi phục tốc độ phát triển 5 năm tăng 5 lần. Đây quả thật là một thách thức rất lớn cho nỗ lực của tất cả chúng ta. Nhưng đừng quên rằng thành tích đó chúng ta đã thực hiện thành công được 3 lần trong 3 thập kỷ. Cứ 10 năm tăng 25 lần. Để đạt mục tiêu đó, chúng ta cần có tỷ lệ tăng trưởng bình quân 38% mỗi năm. Do quy mô thị trường trong nước quá nhỏ, rõ ràng hòa bình có thể thành công trong việc khôi phục tốc độ tăng trưởng đó trong những thập niên tới khi và chỉ khi phát triển ra thị trường toàn cầu. Chúng ta đã chậm trễ trong việc phát triển thị trường ra nước ngoài vì nhiều nguyên nhân cả chủ quan và khách quan. Chúng ta không thể tiếp tục chậm trễ mà cần phải rất khẩn trương. Mỗi thành viên hòa bình cần phải đem hết nỗ lực và quyết tâm góp phần thực hiện thật nhanh chóng mục tiêu mở rộng thị trường nước ngoài thì chúng ta mới mong thành công được. Như tôi đã phân tích, lợi thế cạnh tranh của chúng ta sẽ ngày càng suy yếu Mỗi phút giây chậm trễ sẽ khiến cho thành công càng xa tầm với của chúng ta. Thậm chí, chúng ta sẽ chết yếu trước khi ra biển lớn bởi cái ao nhà chật chội không nuôi nổi con cá voi đang lớn nhanh. Thời gian tới, chúng ta cần tập trung trí tuệ của toàn thể những thành viên ưu tú của hòa bình để đưa ra những giải pháp toàn diện chi tiết cụ thể về từng mặt nhằm thực hiện thành công nhiệm vụ chiến lược này. Anh chị em có sẵn sàng tham gia hay không? Xin vui lòng gõ con số 6 hoặc con số 0 trên ô chat. Xin cảm ơn. Tôi thấy rất nhiều con số 6 và thỉnh thoảng có con số 8 nữa. Cảm ơn rất uh, rất cảm ơn sự sẵn sàng của anh anh chị em. Anh chị em thân mến, trong thời đại mà những vấn đề toàn cầu ngày càng nhức nhối với nhiều mối đe dọa rất nghiêm trọng đến sự sống còn của loài người. Chúng ta cần nhận ra một chân lý khá giản đơn: sự sống trên trái đất bị hủy hoại thì nhân loại sẽ không còn. Nhân loại không còn thì dân tộc Việt Nam ta cũng không còn. Chúng ta cũng cần nhận ra một sự thật rất đau lòng. Đó là đền văn minh của nhân loại có thể lụi tàn bởi sự ô nhiễm môi trường, cạn kiệt tài nguyên, bởi chiến tranh, thiên tai và dịch bệnh. Đại dịch Covid-19 chỉ mới là tiếng chuông cảnh báo dạo đầu của đấng tạo hóa mà thôi. Hơn lúc nào hết, chúng ta cần nhận thức rõ nguy cơ sự sống có thể bị hủy hoại trên trái đất này có thể xảy ra rất nhanh chóng. Chúng ta cũng cần biết rằng so với hàng tỷ năm hình thành thì vài trăm năm phát triển rực rỡ của nhân loại chỉ là một cái chớp mắt. Sự phát triển như vũ bão này tiềm ẩn nhiều hiểm họa. Hủy hoại sự sống nhanh nhất trên trái đất này là vũ khí hạt nhân. Chậm hơn là ô nhiễm môi trường, cạn kiệt tài nguyên, là thiên tai, dịch bệnh. Những nguy cơ làm hủy hoại sự sống trên trái đất đó đang đến rất gần, nhưng hầu hết người ta đều không cảm nhận được. Chúng ta cần xác định thật rõ sứ mệnh của mình, tập đoàn xây dựng hòa bình nói riêng và của người Việt Nam nói chung là ngoài việc kinh doanh giao thương quốc tế còn có một sứ mệnh thiêng liêng và cao quý nữa đó là đóng góp vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế toàn cầu vào việc bảo vệ nền văn minh của nhân loại góp phần thực hiện các mục tiêu thiêng liêng kỹ của thế giới do liên hiệp quốc khởi xướng anh chị em có đồng ý rằng trái đất đang lâm nguy hay không vui lòng tương tác trên ô chat bằng số 8 hoặc số 0. Xin cảm ơn. Tôi lại thấy trên ô chat rất nhiều số 8 liên tục xuất hiện. Xin cảm ơn sự đồng cảm của tất cả anh chị em. có vẻ như đó là một điều quá viễn vông xa vời một việc không thuộc trách nhiệm và nằm ngoài khả năng của chúng ta một doanh nghiệp nhưng đây thực sự là một điều rất có ý nghĩa và chắc chắn nếu các thành viên hòa bình nếu người việt nam của chúng ta đồng lòng và nỗ lực thực hiện sứ mệnh đó sẽ đem lại những giá trị to lớn cho chính chúng ta cho tập đoàn và cho cả quốc gia Tổng góp đó cần được xem là một sứ mệnh thiêng liêng nhất. Sự cống hiến phục sự cho nhân loại cần được xác định là một nghĩa vụ cao cả chứ không chỉ là trách nhiệm xã hội. Đó chính là một trong những bản sắc văn hóa quý giá của dân tộc Việt Nam ta cần được phát huy trong hợp tác và hội nhập quốc tế. Lợi ích chung của nhân loại cần phải được đặt lên trên lợi ích riêng của quốc gia dân tộc đây là một nhận thức khác với điều mà người ta vẫn thường dạy cho học sinh ở hầu hết các quốc gia ở đó luôn dạy cho trẻ em rằng lợi ích của quốc gia của dân tộc là trên hết cũng vì quan niệm đó một lãnh đạo siêu cường đã sẵn sàng xé bỏ những hiệp ước hướng về lợi ích chung của thế giới, của nhân loại. Riêng đối với hòa bình, chúng ta cần xác định quan điểm rất rõ ràng. Càng yêu dân, yêu nước bao nhiêu, chúng ta càng phải biết yêu trái đất, yêu sự sống của nhân loại, của muôn loài bấy nhiêu. Và càng nỗ lực cống hiến cho sự phát triển lành mạnh của hành tinh xanh, phục sự cho lợi ích chung của nhân loại nhiều bấy nhiêu. Chúng ta nhất định phải ra nước ngoài và ra nước ngoài với tâm thế với nhận thức với tinh thần và thái độ đúng đắn xem trái đất này là quê hương ta, xem mọi dân tộc là anh em, là đồng bào, là đối tượng phục vụ của chúng ta. Có như vậy, tập đoàn xây dựng hòa bình dân tộc Việt Nam chúng ta mới được cả thế giới tôn trọng, trân quý, ủng hộ và nhất định sẽ mang lại sự thịnh vượng bền vững cho tập đoàn, cho quốc gia và cho cả hành tinh này. Hơn lúc nào hết chúng ta cần xác định thật rõ sứ mệnh tiên phong của tập đoàn không chỉ là đưa công nghiệp xây dựng Việt Nam ra nước ngoài mà còn làm lan tỏa văn hóa tốt đẹp của hòa bình của dân tộc. Đó là văn hóa yêu chuộng hòa bình, nhân ái, vị tha, luôn biết hy sinh cái riêng cho cái chung. Một giá trị văn hóa cao quý của dân tộc rất cần được phát huy. Văn hóa đó đã thể hiện rất rõ trong thời chiến. Khi quốc gia lâm nguy, người dân sẵn sàng hy sinh tài sản, hạnh phúc và cả tính mạng của mình để bảo vệ tổ quốc. Trái đất lâm nguy, sự sống bị đe dọa, nền văn minh của nhân loại có nguy cơ bị lụi tàn trong phút chốc. Chúng ta nên làm gì? Anh chị em hãy cùng tôi suy nghĩ về điều đó và hãy có hành động trước khi quá muộn. Anh chị em vui lòng biểu lộ suy nghĩ và cảm xúc của mình về vấn đề này trên ô chat nhé. À. Xin cảm ơn rất nhiều. À. tôi thấy có nhiều trái tim nhiều con số tám à, xin cảm ơn à, anh à, như vậy chúng ta đều có chung một cái nhận định một suy nghĩ như nhau xin cảm ơn anh chị em thân mến nhân dịp đón mừng xuống mới tôi xin nói lời nói hơi dông dài để chia sẻ tầm nhìn của bang lãnh đạo trong những thập kỷ tới và tha thiết nhận được sự ủng hộ nhiệt thành của tất cả anh chị em trong việc thực hiện những sứ mệnh của tập đoàn của chúng ta một tập đoàn mang tên hòa bình mùa xuân với đất trời tươi mới đang về trên hành tinh xanh quê hương vô cùng xinh đẹp của chúng ta Tôi thân ái gửi đến toàn thể anh chị em và thông qua anh chị em xin trân trọng gửi đến gia đình lời chúc mừng năm mới nhâm dần hạnh phúc, phú cường, an khang, thịnh vượng. Chúc cho tập đoàn của chúng ta thành công trong việc thực thi mục tiêu chiến lược của thập niên tới, khôi phục tốc độ tăng trưởng 5 năm tăng 5 lần, mỗi thập niên tăng 25 lần. Từ đó đóng góp hiệu quả trong việc đưa xây dựng Việt Nam ra thị trường toàn cầu để công nghiệp xây dựng trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn của quốc gia. Đồng thời lan tỏa văn hóa yêu chuộng hòa bình trên hành tinh xanh vô cùng quý giá của tất cả chúng ta. Một lần nữa Tôi xin thay mặt hội đồng quản trị bày tỏ lòng cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất về tất cả những nỗ lực của ban điều hành và toàn thể các thành viên của tập đoàn. Cảm ơn những tình cảm sâu sắc, sự chia sẻ, hy sinh và sự đoàn kết gắn bó của tất cả anh chị em trong năm 2021 đầy sóng gió vừa qua. Tôi mong rằng những tình cảm đó sự gắn bó đó sẽ mãi vững bền chào thân ái đoàn kết và quyết thắng